10 nhá, tức là cái độ dốc thì vẫn thế này, nhưng mà nó sẽ nhảy lên nhiều và nhảy xuống nhiều. Chưa, nhảy một phát lên rất cao, độ dốc vẫn thế thôi. Lúc này anh nhìn nó thoải hơn là bởi vì đồ thị nó dài ra mà, cái tính độ dốc thì vẫn thế, nhưng mà anh nhìn nó thoải hơn, nó không dốc như vậy này. Tại vì cái trục y này lúc này là nó cái đơn vị của nó đã bị ngắn lại rồi. À, 100 thì nhìn có lẽ là nó không thấy, nhìn gần như nằm ngang. Ta độ dốc thì vẫn thế, độ dốc không hề thay đổi, nhưng mà nhìn nó thoải hơn bởi vì trục y thì nó còn là dài hơn. Các bạn có vẽ ra như thế không? Vào hơi đơn. À, có vấn đề này, các anh nhìn này. Thời gian tôi để từ -3, mà tại sao ở đây nó lại ra thế này? Đây đây là thế này đi, -4, -4 đến 3. Clipboard. Đấy. Copy xong báo cáo. Sao? Nào, anh làm cho tôi cái bài à? Bài nào đây nhỉ? Câu A đi nha, câu A, câu B để sau, buổi sau. Pick up nhân y, nào nhân y, nhân y thì dễ rồi, nhân z nữa rồi, nào nhân y nhá, pick up y bằng là delta chập với delta lại ra delta kìa. Cái này chập với cái này là cái gì? 2 nhân 3 bằng 6. T trừ cộng 1 cộng 3 với tổng tất cả các phần hệ số, phần thời gian lại là được. T cộng 4. Cộng với cái này, cái này 2 nhân 2 hết. Vậy là A cộng 1.
a cộng 1 delta của 1 trừ đi 2 như vậy là trừ 1 t trừ 1 cộng với tan nhân thằng này 3 phần 2 a cộng 1 đến delta của t trừ 1 đến delta t cộng 3 như vậy là tổng các chỉ số nó là t cộng 2 delta t cộng 2 cộng với cái này như cái này là a cộng 1 tất cả bình trên 4 a cộng 1 tất cả bình trên 4 này nên delta của gì d trừ 1 d trừ 2 như vậy d trừ 3 x nhân y, x chập y nó được 4 cái xung 1, 2, 3, 4, 4 xung. Rồi, thế con cái x chập z nào? X chập z hay là z chập x chỉ nó thế cả? Chập z thì bằng cái gì? Bây giờ 2 lần delta t cộng 1 mà chập với z thì sẽ ra được là 2 lần dịch đi thôi nhá. Dịch cái z thì z t cộng 1 đã cộng với a cộng 1 trên 2 z của t trừ 1 đã. Thì có thể viết kỹ hơn một chút. Nếu lắp công thức từ Z vào đây. Nha, có thể viết kỹ hơn một chút. Rồi, tiếp nào. Tôi thường tôi không viết, tôi vẽ luôn cái đồ thị nối lại với nhau. Tại vì là nếu mà viết ra, viết kỹ ra một chút nhá. Thì bây giờ phải chia. Chia thành mấy khoảng. Biết thì cũng được thôi, nào bây giờ cô vẽ trước rồi phía sau. Bây giờ cái z này là từ 0 đến 4 này bằng t từ 0 đến 4. Z đây. Cái z t cộng 1. T cộng 1 là gì trong bên trái? Đặt tích ở dưới đèo này cái màu khác đi. Chưa, còn Z T trừ 1 thì dịch sang phải. Rồi nhân thêm A của 1 trên 2 nữa thì có thể nó kéo dài ra. Chưa, kéo dài ra. Bây giờ anh nhìn thấy là nó chia. Lúc này viết công thức nó phải chú ý như thế này. Từ bé đến đây thì không có gì này. Từ đây đến đây thì bằng T. Mà từ đây trở đi thì lại tổng của hai cái. Có bằng 3 công thức đúng không? Vậy sẽ bằng ba công thức. Rồi quen.
T về M đây, chỗ này là M đây, chỗ này là trừ 1 đúng không? T về N trừ 1 thì nó bằng gì? Thì nó bằng 0. Đồng ý cái đoạn này. Độ dốc là T. Lệch sang này như vậy là bằng T cộng 1. T cộng 1. When trừ 1 bé hơn bằng T bé hơn 1. Sang bên này bằng tổng hai cái. Tổng hai cái nghĩa là gì? Đây 2z. À đây có số 2 chế chế số 2 đây phải 2 lần T cộng 2. Được chưa? Độ 2 bằng tổng ba cái đó thì bằng tổng cả cái này thôi, vậy là 2T cộng 2 cộng với A cộng 1 trên 2 nhân với cả T cộng 1 và T trừ 1 chứ, đúng không? Đây là cái hàm này này. When trừ bán một bé hơn bằng t, khi đây là khi một bằng t, alo anh nghe thấy chưa? Hello. Có. Yeah, anh làm cứ là cẩn thận nhỉ, vẽ nó ra thì đừng tưởng tượng nhá, từ cái công thức ZT cộng 1 này đừng 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 đơn thuần là thay bằng nhân ZT bằng T thì ZT cộng 1 tức là T cộng 1, nhưng mà với điều kiện là không bé hơn T cộng 1 bé hơn 4 đấy. Cho nên là không ghép được hai cái này với nhau một cách đơn giản. Từ mỗi cái này nó lại xác định trên một cái khoảng khác nhau. Yeah. Bằng nhau thì cho cứ vẽ ra. Cứ vẽ ra này nhìn thế này. Đó, trước cái này không có gì cả. Từ đây đến đây có cái thằng đằng trước. Đó chính là hai lần z của t cộng 1. Đó, trong đó z t bằng t như vậy là hai lần t cộng 1. Từ đây đến đây có hai thằng tổng của nhau đó, cộng gì tổng t cộng 1 thì thay bằng t cộng 1 t 1 thay bằng t trừ 1 thế sao? Dạ, khoảng thắc mắc gì không? Đấy, thì khi gặp bài tương tự thì đừng có để sai. Đi thi chúng ta có thể gặp cái bài nó dễ hơn. Có thể gặp cái bài khó hơn. Có hơn chắc không có. Là dễ hơn là khi mà hai cái miền này nó cách nhau ra. Điều gì thì cũng làm được thôi. Có hỏi gì không? Ừ.
Vào hỏi cái gì không hỏi, nhưng mà đến lúc tôi hỏi thì lại không biết, không ai biết gì. Chết chán. Thứ 2, ừ, là thế này. Rồi không hỏi gì thì nghỉ thôi nhá. Vâng ạ.